trai làng anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em khuê cáo con nhà. Tròn đôi tám nàng là bóng bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong. Còn em nhất mà làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Tiếng cũng vàng em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh. Nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thết bò dê. Còn gái thết mà lợn gà. Trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm. 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Từng bừng pháo nổ, bia rượu cùng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyến ương 500 con gà trống, 600 con vịt cò. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi. Nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm. Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất mà trận đời. Trai làng anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em khuê cáo con nhà. Tròn đôi tám nàng là bóng bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong. Còn em nhất mà làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Tiếng cũng vàng em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh. Nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thết bò dê. Còn gái thết mà lợn gà. Trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm. 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Từng bừng pháo nổ. Bia rượu cùng nổ. Tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyến ương 500 con gà trống, 600 con vịt cò. Trai làng anh công tử chịu chơi. Nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm. Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất mà trận đời. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất mà trận đời. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất trận đời.
cô sao, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã các cụ, nghĩa là các bà bây giờ bên ngoài. Hôm nay ông Hùng tìm với các cụ. Hỏi vợ cho cháu, xin báo cáo cho các cụ, các bà theo hai gia đình. Hôm nay là bên họ trai, ban hội đồng của Đông Đắc đại diện làm trưởng đoàn bên họ nhà trai, báo cáo cho các bà đi đâu ra ngoài lắm được. Sau này ông ký là có ý kiến với các cụ. Báo cáo các cụ là 8 giờ 5 mời các bà đi, mời vợ cháu gia đình cho làm bữa cơm, mời các bà đi ở vợ cháu làm về ăn với gia đình bữa cơm. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay
buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Em đẹp như trăng, ấm
trăng tròn chiếu mài đời anh. Xin nguyện trăm năm vợ chồng son sánh, chia nhau ngọt bùi cho nhau hạnh phúc chỉ như thế. Mai đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trâu đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao hãy yêu thương đến bao. Các bà, các bác đại diện cho hai họ, nhà trai và nhà gái,
cùng các vị quý khách và các bạn bè nam nữ thanh niên thân thích của hai cháu. Trải qua một thời gian, cháu Long và cháu An, hai cháu quen với nhau và tìm hiểu nhau, và hai cháu đã thuận tình duyên số, cùng chung chí hướng, kết duyên đôi lứa, nên vợ nên chồng, và được sự đồng thuận của hai cháu và sự vun đắp của hai bên gia đình cũng đã bàn soạn để chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì hôm nay phía gia đình bên ông bà Trọng Liền đã cũng thống nhất với ông bà Quân Huế, hôm nay là ngày lành tháng tốt, phía gia đình ông bà Trọng Liền và họ nhà trai chúng tôi có tổ chức cái lễ cơ chầu ăn hỏi, đồng thời cũng là cái lễ cơ chầu xin cưới đến bên nhà gái. Trước tiên là kính cáo tổ tiên các cụ bên nhà gái, sau đó hai họ, họ nhà trai và nhà gái đại diện các cụ chứng kiến cái buổi hôn lễ và ăn hỏi và xin cưới ngày hôm nay của nhà trai chúng tôi. Vậy một lần nữa trước khi ngừng lời, cũng xin thay mặt bên họ nhà trai xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, họ hàng nội ngoại bên nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và chúc buổi lễ ăn hỏi và xin cưới ngày hôm nay của hai cháu được thành công tốt đẹp. Để xin chân thành cảm ơn. Thưa các cụ, các ông, các bà, các bạn khách quý và anh em bạn bè trên những gần xa, tôi là bác của cháu An, hôm nay được sự ủy quyền của gia đình nhà gái và ông bà Quân Huế, tôi xin báo cáo với các cụ. Qua tìm thời gian, hai cháu Long và An tìm hiểu, các cháu đã tìm được sự đâm đầu ý hợp và đi đến yêu thương nhau. Nay đã được các cấp chính quyền địa phương công nhận và được sự đồng thuận của hai gia đình. Hôm nay, ngày này tháng tốt, gia đình nhà trai có sửa lễ sang vừa kết hợp ăn hỏi và dẫn cưới cho hai cháu để tiến tới làm lễ thành hôn cho hai cháu Long và An. Nay tôi đại diện nhà gái xin nhận lễ và cho các cháu làm thủ tục lễ gia tiên. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cái phần thủ tục lễ nghi cơ chầu ăn hỏi, cơ chầu xin cưới thì gia đình bên nhà gái đã chấp nhận và đã lên lễ gia tiên rồi, thì báo cáo cụ thể thì là đại diện phía nhà trai xin kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác đại diện cho họ bên nhà gái, thì phía nhà trai thì cũng thống nhất ngày giờ đón dâu tức là ngày 21 tức là ngày kia đấy. Báo cáo các cụ, các ông, các bà bên nhà gái là 1:05 là phái đoàn bên họ nhà trai có cơ chầu lễ xin đón dâu đến bên nhà gái để cùng các cụ bên nhà trai đón và bên nhà gái đưa về bên nhà trai để làm thủ tục lễ thành hôn cho các cháu, cái thủ tục giao dôi dần rẻ. Thế thì thông báo cái thời gian và ngày giờ để báo cáo các cụ bên họ nhà gái nắm được tinh thần để các cụ chủ động. Thì bây giờ cái tinh thần báo cáo cụ từ ngày lành tháng tốt, thì hôm nay thì cái phần lễ ăn hỏi và cái thông báo bây giờ đón dâu thì để các cụ biết. Thì bây giờ thì thôi để chuẩn bị cái thủ tục đi ơn vẻ kém báo cáo cụ thế. Tôi mời các cụ ăn chầu uống nước mừng chung vui chứng kiến cái ngày buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và sau đây là nhà gái cũng xin báo cáo cụ là chuẩn bị đến giờ kém là cũng xin lại nhà. Thì đại diện là xin báo cáo cụ là cũng xin
chân thành cảm ơn các cụ, không các bà, các bác bên nội này gái đã đón tiếp mọi nhà trai niềm nở. Đây là tục lễ nghi đến bây giờ cũng đã là xong. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ, không các bà, bên nhà gái, và cũng xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, không các bà lần nữa là luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các cụ. Thế xin thưa các cụ, các bà, các bạn quý khách gần xa, thế thì cái chương trình của nhà trai vừa đưa ra thì bên nhà gái cũng đã tiếp thu và thấy cũng rất là hợp lý. Thế gia đình nhà gái sẽ thuận theo chương trình của nhà trai đã đặt ra. Rồi đi hai ông bắt đây. Là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Em ơi em mùa xuân đã về trên cánh lá. Tiếng chim kêu ngọt hoa. Rồi trời I'm not afraid to die.
hơn vẻ các bạn. Đấy cháu nhá. Trời hồng lưng vách núi lùng lờ làn mây trắng, con chim gì mà hót vui thắng cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ, bơm trắng bay quanh bên những rừng mây. Kia một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sáo bay vắng cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mây. Xuống chờ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chờ với anh ái chàng. Chàng trai tôi ngô nghê, ôi sao cô chàng hay quá, mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng độ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên anh mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái lặng như có tiếng ngựa phi. Chào những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa bờ, anh đây như bay về tôi đầy thơ. Xuống chờ lại ngùng gì hỡi em, xuống chờ với anh ái chàng. Chàng trai khôi ngô ghê, ôi sao cô nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá. Màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em, chân đi bên anh mà chẳng muốn được gì. Trong ngực em ái chàng như có tiếng mưa phi. Sao chàng hay quá, đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên anh mà chẳng muốn được gì. Trong ngực em ái chàng như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp giấc mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao bóng đằng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng đằng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng người mơ xa. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện gì vắng buồn lưu.
suốt đêm thao thức vì em, vì lời xa từ lúc anh xa về, rằng mãi đây anh lại thắm ước nguyện cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Phút giây em đêm cầu mong sao duyên đẹp tới, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần.
Hãy subscribe.
được nên duyên đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa vợ chồng quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu cảm ơn bắc cầu em đẹp như trăng ánh trăng tròn chiếu mài đời anh xin nguyện trăm năm vợ chồng son sánh chia nhau ngọt bùi cho nhau hạnh phúc chỉ như thế đến mai đời sau mong tình đậm sâu con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn hát vang chúc mừng mừng cho đôi lứa ngày vui từng lời đã
say tuyệt vời. Wow, khúc ca non say tuyệt vời. Wow, khúc ca non say tuyệt vời. Funky. Say yeah. Ôm em trong vòng tay, con tim nghe nồng say. Môi hôn ta trao nhau, ngàn lời yêu đắm say. Hey. Tình nồng là không bao giờ lìa xa, ta cho nhau yêu thương tuyệt vời ôi thiết tha. Ta đi bên nhau say sưa tay trong bàn tay, nhịp tim em trong tình anh ngất ngây. Bao nhiêu người khen đôi ta tình nhân đẹp đôi, tình yêu đôi ta nồng say quá. Hiện diện của toàn thể quý vị đó chính là người đầu viên tinh thần lớn lao nhất cho đại gia đình cũng như cho chú tiểu Hoàng Long trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được kính chuyển lời mời của đại gia đình, kính chuyển lời mời của chú rể Hoàng Long, xin được trân trọng kính mời và kính mời. Và các đại gia đình thân mến, và ngay sau đây để liên tục với chương trình văn nghệ chúc duyên chúc phúc cho chú rể Hoàng Long sánh duyên với cô Sơn Phương An trong buổi tối ngày hôm nay với những ca khúc tiếp theo mà những người này chương trình sẽ sáng tạo để quý vị. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị đến với một ca khúc được mang tên Chờ Đông. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe. Em ơi có phải ngoài trời nắng, em ơi có phải trời đã sáng đâu, mùa đông ra mắt anh ấy đang chờ, mùa đông ngày lớn anh ấy đang tìm màu áo cưới cho em.
dù cho mắt đôi kia phai màu, dù cho nét sâu kia hương ngần, mà dù lang thang thank you.
làm nam lẹ. Cho mưa bão răng răng giữa đời, tình yêu của tôi
em vào đêm ngàn lời tình ấm êm, bao lâng lâng say đắm mộng tình yêu ngây ngất. Có anh trong vòng tay cuộc đời bừng sáng lên, mùi hôn anh trong khi khúc nhạc đang xôn xao. Khi yêu cùng ta bay vút cao lên muôn vì sao, con tim non đã rung trong ta mê khúc vui. Có lúc thấy lòng chợt bồi hồi, lỡ yêu thương thoáng bay. Người yêu của tôi ơi, cõi tình ấm êm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi yêu người mãi thôi, xin chào người ngàn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi thật say đắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, tìm em chào người một người mà thôi. Phương An trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngay lúc này thì cho phép những người thực hiện chương trình cũng xin được gửi lời trân trọng kính chào quý vị khách quý, và xin mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên xây chầu xây nước để ít phút nữa thôi sẽ chính thức trở sang bàn tiệc rượu để chúng ta cùng nâng ly cạn chén chúc mừng ngày đại hỷ của gia đình và hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Phương An sánh duyên cùng với chú rể Hoàng Long. Em xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bà Sáu vô phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày vội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Dòng sông Hương đường qua ví ra chợ Đông Ba Ngư Bình, thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tóc thề chầm bay nón qua trường tiền. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngậm câu mái đầy dòng ai nghe tham sầu. Bên ly bên nở ai mong chờ,
xa xôi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à
nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khéo, đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Mới được nên chuyện
đã bao trắng trong bây trừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng trong chiếu mãi đời anh. Mai đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trao đổi yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Từng lời đã trao hãy yêu thương nên vang.
à yêu lâu rồi, bây chừ mới được nên duyên. Đã bao trắng tròn bây chừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng tròn chiếu mãi đời anh. Mai đời sau mong tình đậm sâu, con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà mình vui lắm. Rót nhau chung rượu ta cùng chúc mừng ngày vui, chúc cho hai họ dấu hiền rể cùng vẹn toàn. Hát vang chúc mừng, mừng cho đôi lứa ngày vui. Hãy subscribe.
Để cùng chào đón sự hiện diện của quý vị đến từ quan viên phái đoàn Hòa Nhạc Trai, trân trọng giới thiệu và kính mời các cụ, các bà cùng toàn các vị chúng ta cùng an toàn với dây bàn tràng ngày hôm nay để cùng chung vui với niềm vui chung của gia đình. Và chúng ta sẽ đến với những nghi lễ trong buổi lễ vu quy. Cô dâu Phương An sánh duyên cùng với chú rể Hoàng Long trong buổi sáng hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời toàn thể các vị. Giới thiệu và kính mời ban thất tân của nhà gái chúng ta sẽ giúp cho gia đình tiếp nước cũng như mời nước cùng các bà cùng toàn thể chúng ta hiện diện tại đây. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị. Và quý vị thân mến, và trong niềm vui chung này, một lần nữa xin được thay mặt cho gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm, những tấm lòng và ngọc bổ toàn thể quý vị. Chúng ta không quản ngại tình cảm thời tiết oi bức và hiện diện tại đây để cùng chung vui với niềm vui chung của gia đình. Mình chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Phương An sánh duyên cùng với chú rể Hoàng Long. Gia đình họ nhà trai có cây dầu để xin phép các cụ, các bà, cô bà, quý vị đón cô dâu về tại phòng nhà trai để công tác tổ chức buổi lễ thành hôn cho trẻ. Và ngay sau đây xin chào giới thiệu và kính mời mẹ của chú rể đúng không ạ? Xin chào giới thiệu và kính mời cô có cây dầu để xin phép các cụ, các bà, cô bà, quý vị đón cô dâu về tại phòng nhà trai. Nhìn xin dâu. Và ngay sau đây xin chào giới thiệu và kính mời mẹ của cô dâu Phương An sẽ lên tiếp nhận. Vâng ạ, cây chầu của Hoàng Nhân Trai. Trân trọng giới thiệu và kính mời hai mẹ sẽ sang bên nhau ạ. Và cây chầu hai người mẹ đã trao bên trao và bên nhận. Vâng ạ, có một chào với các thân lớn của toàn quý vị đúng không ạ? Vâng ạ, chúc vâng ạ, trân trọng cảm ơn những chào bó tay của toàn quý vị dành tặng cho gia đình. Và tiếp theo, bác đại diện thay mặt cho ban viên phái đoàn Hoàng Nhân Trai, trân trọng giới thiệu và kính mời bác sẽ có những tiếng phát biểu trước cả quý vị trong chương trình của lễ vu quy. Giữa cô dâu Phương An sẽ duyên cùng với chú rể Hoàng Long ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác đại diện ba hai họ nhà trai và nhà gái cùng các vị quý khách và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, trải qua một thời gian hai cháu tìm hiểu đến nay đã đạt đến mục đích cuối cùng là xây dựng hạnh phúc trăm năm, kết duyên đôi lứa, nên vợ nên chồng. Trước tiên là được sự vun đắp của hai bên bố mẹ hai cháu đã thống nhất bàn soạn đi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Ở phía nhà trai cũng đã có cơ chầu chẳng ngõ và cơ chầu ăn hỏi, cũng là cơ chầu xin cưới. Và ngày hôm nay nhà trai tiếp tục có cơ chầu lễ xin con dâu về bên nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy trước khi ngừng lời, thay mặt họ nhà trai xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các bà, các bác và nhà gái luôn luôn mạnh khỏe và chúc hạnh phúc trăm năm cho các cháu được bền lâu mãi mãi và cho các cháu được phép vào làm lễ gia tiên của bên họ nhà gái. Sau đó rồi các cụ bên họ nhà gái cùng nhà trai bên đón phải bên đưa cháu về bên nhà trai để làm thủ tục lễ thành hôn, giao dâu nhận rể. Vậy một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin lỗi. Đến phát biểu của vị đại diện thay mặt cho ban viên phái đoàn nhà trai, và ngay sau đây thì chọn sẽ được kính mời các đại diện thay mặt cho ban viên phái đoàn nhà gái sẽ có những tiếng phát biểu trước toàn thể quý vị. Cũng cảm ơn tình cảm của vị trưởng đoàn đến từ ban viên phái đoàn nhà trai. Trân trọng giới thiệu và kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quan khách, các bạn bè gần xa đã bước suốt thời gian và gặp hôm nay đến đây để chung vui cùng gia đình của tôi. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các cô, các ông, các bà, các bác, các bạn bè gần xa đã bớt chút thời gian và gặp đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Kính thưa luôn,
qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Long và An, các cháu đã tìm được sự đồng cảm, yêu thương nhau bằng tâm đầu ý hợp. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2019, là ngày lành thánh tốt. Hai gia đình chúng tôi lễ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Sau đây mời các cụ, các ông, các bà, các bạn uống nước xin chào. Và sau ít phút đưa cháu An về nhà chồng. Cuối cùng xin chúc sức khỏe hội hôn các ông, các bà, các cụ, các quan khách, các bạn bè. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Xin hết. Các bác luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và vừa rồi thì hai vị đại diện đã có những phát biểu và họp. Và ngay sau đây, xin chào giới thiệu và kính mời chú rể của Hoàng Long xe diện vào phía trong nhà để đón cô dâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật tha. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Hoàng tử của em, một lần yêu khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật tha. Người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Hoàng tử của em, anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Hoàng tử của em. Một lần yêu khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay. Kính thưa toàn thể các cụ, công các bà, các bác, bây giờ đã đến giờ đón và đưa cháu về bên nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho cháu. Vậy lần nữa xin trân trọng kính mời các cụ, công, các bà, các bác hai họ đưa và đón cháu về nhà trai để làm thủ tục lễ thành hôn cho cháu. Vậy bây giờ đến giờ đẹp rồi, xin mời các cụ, công, các bà, và xin mời. Thank you.
cho lời bạn trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời cả quý vị chúng ta cùng tiến vào bên trong khán phòng cưới, cùng dùng tiếng nước, tiệc trầu, tiệc trà, cùng tham gia, cùng chứng kiến cũng như cùng chúc tiền chúc phúc cho Hoàng Ngọc Bảo Phương An trong chương trình đại lễ thành hôn, chúc tiền chúc phúc cho lời bạn trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời cả các quý cậu quý ông quý bà chúng ta cùng tiến vào phía trong từ ra để cùng được tiếp đón một cách đồng hợp hơn. Còn các bạn bè là nữ thành niên thì chúng ta sẽ cùng biểu diễn tại bên phía trung tâm hội trường cưới sở nhọc kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn nữ ca sĩ Bích Ngọc. Và các thính con thân mến, bạn đầu tiên thì cho phép nữ ca sĩ Bích Trình xin được đỡ lời cho đại gia đình, cũng như đỡ lời cho chú trẻ Hoàng Long và cô dâu Phương An. Xin được cảm ơn tất tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay chúng ta đã về đây để chứng kiến cũng như để chúc duyên, chúc phúc cho cô dâu cũng như cho chú rể trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng thưởng gói thuốc ngát hương trà, cùng chúc duyên, chúc phúc cho chú rể Hoàng Long sánh duyên với cô dâu Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, một năm thì bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ, và hạnh phúc của Hoàng Long và Phương An thì bắt đầu kể từ giờ phút này. Và ngay giờ phút ở đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên phía sân khấu để đến với cặp đôi hạnh phúc nhất trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An sẽ cùng tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm tiến lên phía trung tâm lễ đài để cùng ra mắt trước toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An sẽ cùng tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm tiến lên phía trung tâm lễ đài để cùng ra mắt trước toàn thể quý vị. Mến, và đây chính là cặp đôi hạnh phúc nhất trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc duyên, chúc phúc cho chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An có được không quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và các giao tục ngữ xưa thì cũng đã từng có câu: yêu nhau thì mấy núi cũng neo, mấy sông cũng nội, vạn ngàn đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng quản gần xa, đá vàng cũng quyết, phong bạc cũng liều. Yêu và được yêu, đó luôn luôn là những điều thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta, mà chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An thì cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và kính thưa các vị thân mến, và nếu như nói hôn nhân chính là lời hứa cao quý nhất của tình yêu, thì hạnh phúc gia đình đó chính là những điều mà Hoàng Long và Phương An sẽ cùng hướng tới trong tương lai. Và ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, một lần nữa có thể khẳng định rằng tình yêu của Hoàng Long và Phương An đó chính là thủy chung son sắc, đó chính là sắc cầm hòa hợp. Và thật đúng là yêu em thì cũng đã mấy năm rồi, để xin cha mẹ chọn đời bên nhau. Và ngày hôm nay thì sính lễ chầu cao, chỉnh nên hai họ vùi cầu đá vàng. Và ngay giờ phút này đây thì không làm mất nhiều thời gian của quý vị đâu hơn nữa, những người làm chương trình xin chính thức được tuyên bố đại lễ thành hôn, chúc duyên chúc phúc cho chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An xin chính thức được bắt đầu. Và một tràng hoan thật lớn nhất là quý vị ơi. Sự chỉnh hồng vôi pha có nghĩa thuốc nồng có duyên. Vậy thì xin mời hai họ bốn bên sự chầu hôn thuốc chúc mừng nghĩa duyên. Và ngay sau đây để hôn lễ đi vào từng bước, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng sưởi thuốc sưởi chầu. Và sau đây đại lễ chào dâu để cho hai họ chào cầu ân tình. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trân trọng kính mời sự hiện diện, sự song hành ra sân khấu hai vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phát đàn họ nhà trai, cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái sẽ cùng song hành trở ra bên phía sân khấu để cùng làm lễ chào dâu cũng như lễ nhận rể. Xin được trân trọng kính mời sự song hành, sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn. Dạ vâng, và xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai sẽ cùng đứng cạnh chú rể Hoàng Long, còn vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái sẽ cùng đứng cạnh cô dâu Phương An. Xin được trân trọng kính mời. Đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái sẽ cùng đứng cạnh cô dâu Phương An, và một tràng pháo tay thật lớn chúng ta có được không quý vị ơi? Dạ vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho các bên phát đoàn họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên gia đình, được sự ủy quyền của gia đình nhà gái và bố mẹ cô dâu chú rể là ông Quân và Huế, hôm nay tôi xin phát biểu đôi lời. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Long và An, các cháu đã
tìm được bến bờ hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau, nay đã được sự chứng kiến của hai bên gia đình và đã được pháp luật công nhận. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin thưa các cụ, cháu An vẫn còn non nớt, vừa tốt nghiệp giảng đường đại học ra, nhận công tác chưa lâu, kinh nghiệm cuộc sống còn ít, va chạm xã hội chưa nhiều. Kính mong các cụ, các ông, các bà chỉ bảo, hướng dẫn để cho cháu hòa nhập vào cuộc sống mới, môi trường mới thật tốt, và trở thành dâu hiền của gia đình bên nhà trai, của ông Trọng và bà Liền. Cuối cùng, tôi xin chúc hội hôn và hai gia đình nội ngoại, các bạn bè thân hữu gần xa, các quý khách một lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Dạ vâng, rất là thành cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho con tên phát đàn hòn nhờ gái. Và từ lúc là chim khôn thì kém tiếng rảnh răng, và những lời thanh lịch thì nói xa dịu dàng, mà cầm vàng thì đừng để vàng rơi, mà những lời vàng đá thì không đời nào quên. Và các giao thủ ngữ xưa thì cũng đã từng có câu: dâu xa thì như ruộng kề bờ, bên chờ được gì bên mong chờ nhận được dâu. Và nhà gái thì cũng đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải có đôi câu để gỡ lời, mà để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ cùng được về lâu về dài. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho con viên phái đoàn họ nhà trai sẽ có lời phát biểu cũng như lời đáp từ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, và các vị quý khách cùng các bạn bè nam nữ thanh niên thân thích của hai cháu. Trải qua một thời gian, cháu Long và cháu An, hai cháu quen biết nhau từ tình bạn, rồi hai cháu đã hợp ý tâm đồng, hiểu biết tính tình, hoàn cảnh gia đình, rồi hai cháu đi đến thương yêu nhau và cùng chung chí hướng, kết duyên đôi lứa, lên vợ lên chồng. Trước tiên là được sự nhất trí của hai cháu và được sự vun đắp của bố mẹ hai bên của hai cháu cùng bàn bạc thống nhất để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì theo phong tục tập quán lễ nghi là con trai thì dựng vợ, gái lớn gả chồng, miếng trầu là đầu câu chuyện. Phía nhà trai và gia đình ông bà Trọng Liền, bước 1 đã có cơ cầu tạ ngõ, bước 2 là cơ cầu xin hỏi và xin cưới. Và ngày hôm nay gia đình ông bà Trọng Liền cũng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và đó cơ cầu xin dâu. Và đã đến bên nhà gái và các cụ, các ông, các bà, các bác bên nhà gái đã đưa cháu về bên nhà trai để làm thủ tục lễ thành hôn cho hai cháu. Vì đại diện phía nhà gái cũng đã phát biểu thì cũng tôi cũng thay mặt phía gia đình ông bà Trọng Liền và được sự ủy quyền các cụ bên hội đồng gia tộc của nhà trai cũng xin công nhận cháu An chính thức là con gái, à, con dâu của ông bà Trọng Liền và là cháu dâu của các cụ ngày hôm nay. Và xin là cháu Long là con rể của ông bà Quân Huế cũng từ giờ phút ngày hôm nay với hai cháu thì đã lên vợ lên chồng. Thì trước tiên là được sự vun đắp của bố mẹ hai bên bảo ban các cháu làm sao các cháu là dâu hiền dễ thảo để các cháu học tập và công tác luôn đạt được mọi điều nhiều may mắn. Vậy trước khi ngừng lời cũng được sự ủy quyền của các cụ công các bà bên họ nhà trai và gia đình ông bà Trọng Liền cũng xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác hai họ nội ngoại, nhà trai và nhà gái cùng các vị quý khách và các bạn bè nam nữ thanh niên của các cháu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và chúc hạnh phúc trăm năm các cháu được bền lâu mãi mãi đến bạc đầu răng long. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho con thêm phát hòn nhà trai. Và lúc ở đây thì xin mời vị trưởng đoàn đại diện cho con thêm phát hòn nhà trai sẽ cùng cầm tay cùng chú rể, và vị trưởng đoàn đại diện cho con thêm phát hòn nhà gái sẽ cùng cầm tay cô dâu chính thức trao dâu nhận rể, trao rể nhận dâu. Xin mời hai vị trưởng đoàn. Dạ vâng, một chào mắt thật lớn nữa quý vị ơi. Dạ vâng, và tiếp theo thì xin được trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng hướng dẫn cô dâu và chú rể của chúng ta tiến vào bên phía trong tư gia làm lễ giao thiêng bày hết tổ đường. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn.
Cứ hai đẹp cho hai con ạ. Vâng, vái đi ạ, vái ạ. Rồi, cắm hương lên ạ. Cắm hương lên, chú rể, cắm hương lên. Chú rể cắm cho cô dâu luôn ạ. Quên, đấy. Cắm cho cô dâu luôn. Vâng, cả nhà mình vái một lần nữa. Vâng. Cả nhà chắp tay hướng lên bàn thờ, vái lần nữa. Vâng. Rồi xong rồi ạ. Vâng, trên này xong rồi, mời mọi người xuống nhà. Dạ vâng, mọi người thích thân mến, và nếu thấy ca sĩ Bích Ngọc hát hay thì cho xin một tràng vỗ tay của cả ngoài để đỗ tay vào túi ạ. Vâng, rất là lành cảm ơn những tràng vỗ tay đến quý vị rất nhiều. Dạ vâng, mọi người thích thân mến, và ngày hôm nay đây thì một chút nắng, một chút gió, cũng như một chút bụi đường đã theo chân quý vị ở đây với cùng chung một mục đích. Chúc cho đứa nữa được trăm năm hạnh phúc, chúc cho sum họp một nhà, chúc cho Hoàng Long và Phương An của chúng ta cùng được bạn bè tình duyên, và xin chúc cho hai họ bốn bên, cô dâu chú rể nên duyên tháng ngày. Và ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang, và khi tiếng nhạc rộn vang báo hiệu hôn lễ bắt đầu, thì một lần nữa xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An tất cùng tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm tiếp tục tiến về bên phía trung tâm lễ đài để cùng làm những nghi lễ tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta. Mến và một lần nữa, đây chính là cặp đôi hạnh phúc nhất trong buổi chiều và chiều ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc duyên, chúc phúc cho chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An cũng được không quý vị? Cảm ơn chắc là một người rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, mỗi một tình yêu thì để vươn tới đỉnh cao của hạnh phúc, đó chính là ngày lễ kết hôn nhiều hôm nay. Thì chắc hẳn rằng cô dâu và chú rể của chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều những sóng gió, những thăng trầm trong cuộc sống. Và trong ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của Hoàng Long và Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay, thì cô dâu và chú rể sẽ có một kỷ vật trao cho nhau, đó chính là lễ ra mắt chiếc nhẫn tình yêu và lễ trao nhẫn của Hoàng Long và Phương An. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Long sẽ cùng lấy ra cặp nhẫn tình yêu, cặp lễ đính hôn. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời chú rể sẽ cùng mở ra hướng xuống phía dưới cho mọi người cùng xem đi ạ. Dạ vâng, một cặp nhẫn bằng vàng đính hương rất to, một tràng vỗ tay lớn cho các quý vị. Và tôi ở đây thì xin mời chú rể Hoàng Long sẽ cùng chọn ra một chiếc nhẫn đẹp nhất, sẽ cùng trao cho người vợ thân yêu của mình, đó chính là cô dâu Phương An. Xin thân lực trân trọng kính mời. Chiếc nhẫn là biểu tượng của hình tròn, biểu tượng của mặt trăng, mặt trời, trái đất, biểu tượng của tình yêu không bao giờ có điểm kết thúc. Và xin mời cô dâu Phương An sẽ cùng trao lại cho người chồng chiếc nhẫn cho mảnh vui ngày phúc. Và khi chính thức Hoàng Long và Phương An của chúng ta đã chính thức trao cho nhau những chiếc nhẫn và ngón tay đá vuốt, nơi mà mạch máu con tim của họ luôn luôn chảy xiết, thì họ sẽ chính thức sống với nhau tới sông Hồng được bằng trong năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của Hoàng Long và Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay, thì các đấng sinh thành cũng đã chất chiêu tần tạo dành dụm được những món quà muốn dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và ngay như ở đây thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó chính là bà nội của chú rể Hoàng Long. Món quà của bà nội chú rể Hoàng Long dành tặng cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, mình thấy như thế rồi ạ. Đó là một chiếc nhẫn bằng vàng đã được bà nội dành tặng cho cô dâu của chú rể. Chiếc nhẫn không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà giá trị về mặt tinh thần rất là to. Và xin được gửi lời cho Hoàng Long và Phương An, xin được cảm ơn rất tình cảm của bà nội rất nhiều với một món quà vô cùng ý nghĩa đã dành tặng cho hai người con, hai người cháu thân yêu của mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà rất nhiều, và xin mời nhiếp ảnh gia chúng ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chú rể Hoàng Long, cũng sẽ cùng tiếp tục tiến lên phía sân khấu với những món quà tiếp theo dành tặng cho hai người con, hai người cháu thân yêu của mình. Xin mời bà. À dạ vâng, bà ngoại rất là thực dụng luôn, bà tặng luôn hai con bằng tiền mặt, một trăm mét lớn đó quý vị ơi. Vâng, xin mời bà hãy cùng trở lại một chút để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất ạ. Vâng, xin mời bà. Xin mời những ảnh gia chúng ta hãy cùng ghi lại cho đại gia đình những khoảnh khắc đẹp nhất này đi ạ. Đó chính là hai đấng sinh thành của chú rể Hoàng Long
Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó chính là mẹ của chú rể Hoàng Long sẽ cùng tiến lên sân khấu với một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và thật đúng là ngày vui thì pháo nổ vang trời. Mẹ xin chúc hạnh hứa một đời bằng son, rằng dâu hiền dễ thảo nghe con, bỏ công chào mẹ sớm hôm đợi chờ. Chút cỏ nhỏ tấm lòng son mẹ dành tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn lớn thật tài mẹ mong. Một lần nữa thì xin được đỡ lời cho Hoàng Long và Phương An. Xin cảm ơn tất tình cảm với những món quà của các đấng sinh thành rất nhiều đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và xin mời những bệnh gia chúng ta cùng tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với đại gia đình. Vâng, rất là nhiều vàng từ những người thân, những người thương đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay lớn nhất đến từ quý vị có được không ạ? Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa xin được đỡ lời cho Hoàng Long và Phương An. Xin cảm ơn những tình cảm của hai người em rất nhiều với những món quà đã dành tặng cho anh chị trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu những người bạn của cô dâu Phương An cũng sẽ cùng tiến lên sân khấu với những món quà dành tặng cho cô dâu Phương An và chú rể Hoàng Long trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Nhìn nhau ánh mắt hân hoan. Một lần nữa thì xin được lời cho Hoàng Long và Phương An. Xin được cảm ơn những tình cảm của những người bạn rất nhiều. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Rồi, và xin mời những ảnh gia chúng ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với đại gia đình ạ. Những giai điệu tình vâng, xin cảm ơn rất nhiều. À, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đón nhận sân khấu đi ạ. À, và kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể trường công viên phối hợp nhà gái sẽ cùng đại diện cho cha mẹ hai bên trở lại sân khấu đón nhận những ly rượu hiếu, ly rượu tình của chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Vâng, và xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng tiến vào bên phía cao nhất của sân lễ đài. Và xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến vào bên phía tay trái, bên phía tháp bánh để cùng cắt bánh trong ngày vui ngày phúc, ngày lễ tình hôn của Hoàng Long và Phương An. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng tay trong tay cắt từ tầng bánh ở dưới cùng, tầng bánh cao nhất. Xin mời tầng bánh từ dưới cùng ạ. Kính thưa quý vị thân mến, những tầng bánh mà những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới Ảnh Đào đã mang tới đây mang rất nhiều ý nghĩa. Tầng bánh to nhất ở dưới tượng trưng cho công ơn sinh thành và dẫn dụ của các bậc làm cha làm mẹ. Tiếp theo tầng bánh thứ hai, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay cắt ra tầng bánh thứ hai tượng trưng cho tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã về đây để chúc duyên chúc phúc cho Hoàng Long và Phương An. Và tiếp theo ngắt cách cuối cùng trên tầng bánh thứ ba, đó chính là tượng trưng cho thiên đường tình yêu, thiên đường hạnh phúc mà Hoàng Long và Phương An sẽ cùng hướng tới trong tương lai. Và một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Tiếp theo xin mời chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An sẽ cùng tiến về bên phía tay phải để cùng quy rượu sòng bành. Và xin mời chú rể Hoàng Long sẽ cùng làm nhiệm vụ của mình đi ạ. Đúng rồi ạ, bốc nấm dây bạc ra đi ạ. Rồi ạ, sau đó sóc tận mạnh lên. Sóc mạnh lên chú rể ơi, sóc càng mạnh thì hạnh phúc càng lớn. Và tiếp theo, mở nắp dây sắt. Rồi ạ, sóc mạnh thật mạnh nữa lên chú rể ơi. Rồi, cố lên nào chú rể ơi. Take a seat.
chị ơi. Cảm ơn, xin mời cô dâu và chú rể cùng tay trong tay vươn lên ngọn tháp tình yêu. Hỡi thần tình yêu, người ấy minh chứng giờ phút trọng đại của đôi yên ương. Hỡi thần hạnh phúc, người ấy ban phép nhiều màu để gắn kết hai tâm hồn vào làm một. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc chất chiêu đi cùng năm tháng, nằm lên một tòa lâu đài tình ái. Mọi người chỉ vì cùng ai khác, đó chính là Hoàng Long và Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Dọn dàng trong tiếng ầm vang, minh chứng hạnh phúc cho anh lấy làng. Nặng này thì gói bánh trưng xanh, cho mai gặp chúc cho anh gặp làng. Thế mới biết là nên duyên kỳ định, yêu nhau tính chuyện bạn đời trăm năm. Kính thưa quý vị thân mến, những ly rượu mà những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới Ảnh Đào đã mang tới đây mang rất nhiều ý nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới Ảnh Đào này lựa chọn những ly rượu sáng vành màu đỏ. Màu đỏ chính là màu tượng trưng cho sự chung thủy, màu tượng trưng cho sự tình yêu, tượng trưng cho sự bất diệt, tượng trưng cho tình yêu không bao giờ có điểm kết thúc. Và tiếp theo xin mời chai rượu sáng vành thứ hai sẽ được cô dâu và chú rể cô lên ngọn tháp tình yêu. Sức mạnh nên chú rể ơi. Và những sai sự trong bánh thai này thì trước khi cùng đến quả tháp tình yêu thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót đều trước tại bốn đi. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót đều trước tại bốn đi trước khi cùng đến quả tháp tình yêu. Và xin mời cô dâu và chú rể của ta cùng tiếp tục vươn lên ngọn tháp tình yêu. Mới 3 năm thì mới vẫn còn mặn, gừng 9 tháng thì gừng vẫn còn cay. Hoàng Long và Phương An của chúng ta nhớ lặng tỉ dày. Có xa nhau đi nữa thì 8 bạn 9.000 ngày cũng không xa. Và xin chúc cho duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Trai hùng gái thuyền quyền, tình duyên sánh thuận đẹp duyên giữa đời. Và dù cho vận đổi sao rời thì tình chồng ý vợ đời đời vẫn mãi mãi không đổi thay. Một chàng có đại lớn chúng ta được gặp dạ vâng, và ngay sau đây thì xin lựa chọn kính mời chú rể Hoàng Long sẽ cùng dâng ly rượu lên vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phát đàn họ nhà gái. Và xin mời cô dâu Phương An sẽ cùng dâng ly rượu lên vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phát đàn nhà trai. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta. Mời cô dâu Phương An với ly rượu dâng lên vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên phát đoàn họ nhà trai. Xin mời. Và xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng đứng vào giữa đi ạ. À, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đứng vào giữa. Dạ. À, và xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng móc tay vào nhau được không ạ? Móc tay vào nhau đi ạ. Móc tay. Đúng rồi ạ. À, và kính thưa quý vị thân mến, mà ngay ở đây thì MC Minh Thắng sẽ làm nhiều cầu lối được không ạ? Và cổ nhân xưa thì cũng đã từng có câu đã nhậu thì phải nhậu cho say, đã khêu thì phải khêu bảy ngọn đèn mới thôi, ăn trầu thì phải đỏ đôi môi, mà yêu nhau thì phải thấm đôi vợ chồng. Và các bác ơi, ngày hôm nay chúng ta về đây để chứng kiến cũng như để chúc duyên chúc phúc cho Hoàng Long và Phương An. Và xin mời thật là quý vị theo vang thật to với MC Minh Thắng 1 2 3 rô và 1 2 3 rô và 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Chúng ta hô thật to từ chúc mừng hạnh phúc có được không ạ? À, quý vị ơi, 2 3 rô, 2 3 rô và 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời đại gia đình hãy cùng lắc ly. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn anh vị trưởng đoàn rất nhiều. Dạ vâng, và xin kính mời anh vị trưởng đoàn sẽ cùng lại tiếp tục trở về với vòng tay đón tiếp của đại gia đình quan viên phát đoàn còn nhà trai. Xin được chào kính mời. Dạ vâng, và kính thưa quý vị thân mến, và ngày lúc này đây thì quý vị có nhìn thật rõ thật to trên màn của chúng em có ghi 3 chữ gì không ạ? Đó chính là 3 chữ lễ thành ngôn phải không ạ? Ở chữ lễ thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức được tiến vào bên phía trong từ gia làm lễ gia tiên bái yết tổ đường. Và ở chữ thành thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức được hai vị trưởng đoàn kết thành. Quý vị có biết còn thiếu chữ gì không ạ? Chữ gì ạ? Đúng rồi ạ, chữ hôn đấy ạ. Vậy thì ngay ở đây thì cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn thật sự là ý nghĩa để trọn vẹn ý nghĩa của 3 chữ lễ thành hôn. Xin được hỏi chú rể Hoàng Long nó có được không? Chú rể Hoàng Long. Được. Chú rể nói rất to. Được.
Vậy thì xin hỏi cô dâu Phương Anh có sẵn sàng không cô dâu? Dạ, em sẵn sàng rồi. Vâng, cô dâu thì rất là ẻn thẹn và cũng rất sẵn sàng. Vậy thì xin mời cô dâu mời chú rể của tái cùng quay vào nhau đi ạ. Dạ vâng, và trước khi hôn thì cho phép MC Minh Thắng được phỏng vấn nhỏ là từ ngày yêu nhau đến giờ thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã hôn nhau bao giờ chưa ạ? Xin hỏi chú rể Hoàng Long là hôn nhau bao giờ chưa chú rể? Mình cũng chưa được cầm tay thôi. À thế ạ, chưa được cầm tay ạ. Vậy thì ngay cho đấy cầm tay luôn. Cầm tay trước đi ạ. À và cái thân mến, và nếu chưa hôn thì những cái chương trình sẽ không còn đi với nhỏ như vậy ạ. Nếu trong ngày vui ngày hạnh phúc mà chú rể mà hôn vào má của cô dâu thì sẽ sinh được 5 gái và 1 trai. Mà chẳng may mà có sung quá mà hôn trượt vào tai thì sẽ sinh được 5 trai và 1 gái. Mà nếu khóa trúng mà môi tươi thắm thì sẽ sinh trọn vẹn 1 gái 1 trai. Xin được hỏi chú rể Hoàng Long là chọn phương án nào chú rể? Hôn một môi. Môi ạ. Đúng rồi, nhất quyết là phải 1 trai 1 gái phải không ạ? Vậy thì ngay từ đây thì xin mời chú rể sẽ không để tay vào chỗ nào thân là mềm của cô dâu. Chú rể có biết không ạ? À vâng, chưa hôn bao giờ mà biết ngay là eo. Quý vị có tin được không ạ? Và xin mời cô dâu hãy không để vào chỗ nào thật là cứng rắn của chú rể đi ạ. Đúng rồi ạ, đó chính là ở vai để cho cô dâu lương tựa hết cuộc đời đấy ạ. Và xin mời chú rể Hoàng Long trước cùng tay phải của chú rể Hoàng Long trước cùng kéo sát cằm của cô dâu lại được không ạ? Xin mời chú rể tay phải lồng vào trong đi ạ, lồng vào trong rồi ạ, kéo sát cằm của cô dâu lại và tay trái kéo cô dâu sát về để bức ảnh này cực kỳ đẹp đấy chú rể ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và ở nỗi này thì xin được khuyến cáo là những cháu nhỏ mà dưới 3 tuổi thì chúng ta sẽ cùng nhắm mắt lại, chỉ được nghe thôi không được nhìn, để tránh hiện tượng phê, có được không? Quý vị ơi, 3, 2, 1, một hôn trọn vẹn đều có cho chú rể, sinh một trai một gái. Cảm ơn cô dâu và cũng xin chân thành cảm ơn chú rể. Và những người làm chương trình xin được chúc duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được trăm năm tình hạnh phúc, bậc đồng nghĩa phu thê. Và xin chúc cho hai trái tim vàng trăm năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau. Hoa đến tỷ thì hoa kia phải nở, thuyền đã đầy thì phải chở khách sang sông, mà em đến duyên thì em phải lấy chồng. Và xin chúc cho Hoàng Long và Phương An của chúng ta sẽ được con bé con bổng sang năm. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ra sân khấu đại gia đình cũng như hai bậc song thân phụ mẫu của chú rể Hoàng Long sẽ cùng trở ra bên phía sân khấu để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày vui ngày trọng đại của chú rể Hoàng Long và cô dâu Phương An trong buổi trưa và chiều ngày hôm nay. Cảm ơn, xin mời hai bác hát. Dừng thêm phút giây, niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau, xa qua nhau, những lời không nói nên lời. Tiếng mời cổng hoa, hãy cùng cảm ơn rất tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã về đây để chúc duyên, chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và chương trình văn nghệ chúc duyên chúc phúc cho Hoàng Long và Phương An đến đây cũng chính thức được khép lại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn rất tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã về đây để chúc duyên, chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin chào và xin chúc toàn thể quý vị chúng ta ra về trong độ bình an và gặp được nhiều điều may mắn. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu.
còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời.